Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ unbox một gói hàng mình đã pre-order gần một tháng từ The Cubicle. Thì Cube Gans 356M là dòng Rubik được hãng mất sẵn 500, giá rẻ đến từ Gans. Gans 356M có hai phiên bản, đó chính là phiên bản Standard và Light. Ở phiên bản Standard thì các bạn sẽ được tặng kèm một cái bộ GS để các bạn có thể thay đổi và setup Cube và một cái túi Gans. Còn ở phiên bản Light thì các bạn sẽ không được tặng những cái phụ kiện đi kèm, ví dụ như là bộ GS ha. Gans 356M sẽ được nhà sản xuất để sẵn GS màu xanh dương. Mình thích cảm giác của GS màu vàng hơn nên là mình đã thay đổi GS màu vàng cho Cube của mình. Gans 356M thì được xài Core Numerical. Thì cái này sẽ giúp cho các bạn setup tension cho Cube nhanh hơn và chính xác hơn. Cảm giác xoay của Gans 356M rất là ổn luôn. Cube không có quá nhẹ như là Gans S. Độ mềm mượt và độ dẻo của Cube cũng khá là vừa phải. Thì cái này thì sẽ tạo cho các bạn một cảm giác rất là ổn định và hài hòa khi mà chơi chiếc này ha. Và bây giờ thì mình sẽ trả lời một câu hỏi mà rất nhiều bạn đã hỏi mình. Thì đó chính là Gans 356M có phải là con Gans RS Mod 500 không? Thì thật sự con Gans 356M chính là con Gans RS từ Mod 500. Lúc mình mới mở hộp thì mình cảm thấy Cube có cảm giác xoay rất là giống với con Gans RS luôn. Nhất là cái con Gans RS mà mình tự mất 500, hai con này cảm giác rất là giống nhau. Nói tới đây chắc hẳn nhiều bạn sẽ hỏi tại sao phải bỏ tiền ra để mua con Gans 356M. Trong khi đó các bạn có thể mua con Gans RS mất 500 khoan lỗ, giá sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Thì mình hoàn toàn đồng ý với việc đó. Nhưng cái đó chỉ áp dụng với các bạn ở Việt Nam thôi. Còn đối với những cái bạn mà gọi là sống ở nước ngoài á, thì trên thế giới này rất là ít shop luôn chịu nhận mod 500 khoan lỗ cho Cube. Nếu có thì họ cũng đòi giá rất là cao, nên là con Gans 356M đối với họ như là một cái sự lựa chọn thích hợp. Vì Cube có giá rẻ nhưng chất lượng rất là ổn và gần bằng những cái con flagship của Gans. Nhưng mà chỉ thua là không thể là thay 500 không có những cái công nghệ mới giống như là của con Gans S. Đó, thì đó là cảm nhận của mình về con Gans 356M, một con Rubik giá rẻ và khá là đáng mua hiện nay. Cube này dành cho mấy bạn không thích custom cube nhiều, mua về là chơi thôi, không có thích setup cube. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp lại bạn ở video sau.